Khi những người khác đang phải tìm cách để sống sót trong rừng, thì người đàn ông này đã xây dựng một nơi trú ẩn tráng lệ. Ngôi nhà đó là kết quả của một chuyến đi dạo trong rừng nhưng gặp trận bão tuyết ập đến. Anh ấy chỉ định ở lại vài ngày mà cuối cùng thành ra ở lại cả mùa đông, bởi vì nơi trú ẩn trước đó của anh ấy trên vách đá quá hẹp, ngay cả việc quay đầu lại cũng rất khó khăn. Lão hổ không còn cách nào khác đã phải dắt chó đi bắt đầu xây dựng ngôi nhà mới. Dựa vào cảm hứng của những trái cây dại, cuối cùng anh ấy đã tìm thấy một vị trí rất phong thủy trên sườn đồi. Lập tức, lão hổ dọn dẹp xung quanh, dùng dây thừng vạch ra phạm vi móng, có thể ngôi nhà ít nhất có 3 phòng ngủ và một phòng khách. Sau đó lão hổ bắt đầu đào. Mặc dù đất trên bề mặt rất mềm, nhưng lớp đất bên dưới rất cứng, phải thay dụng cụ mới tiếp tục đào được. Sau khi đào cho nền bằng phẳng, anh ta đào mấy hố móng sâu nửa mét trên mặt đất. Để giữ cho ngôi nhà không bị sập trong 100 năm, tất cả các chân cột đều cần được carbon hóa. Sau đó lão hổ đã mang hàng trăm cây gỗ đi hơ lửa để chống mối mọt. Sau đó anh ta đặt chúng chắc chắn vào trong những cái hố. Những chiếc cột nhà được gia cố bằng một cái búa với đất đá. Nếu vợ anh ấy không đuổi anh ấy ra khỏi nhà, ta đã không biết anh ấy có nhiều tài lẻ như vậy. Hẳn là tài năng xây dựng sẽ bị hao mòn, quả là phí phạm. Tính đến việc sau này còn phải leo lên leo xuống, lão hổ sẽ làm thật chắc chắn. Những chiếc kèo mái nhà được kết nối và đo lường chính xác. Anh ấy chọn sử dụng những cây gỗ to và chắc chắn. Chỉ cần đục 3 rãnh tương ứng trên gỗ là có thể ráp chính xác lên trên, sau đó gia cố bằng đinh hơn 10cm, đảm bảo ngôi nhà sẽ chắc chắn cả trăm năm. Lão hổ làm tương tự với những bộ phận khác của ngôi nhà. Anh ấy đã mang không biết bao nhiêu cây trong rừng về và tắm trắng bằng rìu cho chúng, mong là chúng không quý hiếm. Sau đó lão hổ nâng xà gỗ lên, vẽ hình dạng rãnh tương ứng bằng bút chì, sau đó dùng cưa xẻ thành hàng trước và rồi cho rìu chặt hàng loạt. Bằng cách này, gỗ có thể được nối liền mạch. Làm xong phần khung thì vừa đến trưa, may mắn lão hổ có mang theo lều. Buổi chiều ta đã nhìn được rõ khung nhà, sau đó khung mái nhà nhanh chóng được cố định. Để đảm bảo an toàn, anh ấy đã sắp xếp các giá đỡ cho từng thanh xà. 3 cây trụm lại mới lên hòn núi cao được, cho nên cấu trúc hình tam giác là bền nhất. Sau đó lão hổ bắt đầu cây để làm sàn trên mặt đất. Từng thanh gỗ phải được gia cố khớp vào nhau. Sau đó lão hổ dùng 2 thanh gỗ để phân chia diện tích khung cửa sổ, thuận tiện cho việc xây dựng sau này. Khung hiện tại rất chắc chắn. Buổi sáng hôm sau, lão hổ thức dậy từ chiếc võng. Anh ta sờ đầu con chó, nóng lòng muốn bắt tay vào việc ngay nhờ có những tấm ván gỗ rừng mà anh ấy đã thu thập trước đó. Bây giờ anh ấy chỉ cần bóc chúng ra, chúng có thể được sử dụng trực tiếp sau khi hoàn thành một bức tường. Lão hổ lấy ra tấm bạt cố định phía sau nhà, có thể chống ẩm, ngăn cát xâm nhập, một thoáng 3 bức tường hoàn thành. Lão hổ bắt đầu lợp mái nhà, vẫn là lợp bằng gỗ, bộ khung chắc chắn, lão hổ sau này muốn sửa chữa gì cũng được. Anh ấy trèo lên trên mái nhà, mặc dù mái nhà bây giờ trông rất đẹp, nhưng lão hổ vẫn lấy một chiếc bạt chống thấm, căng nó ra và phủ nó lên các tấm gỗ, quấn 360 độ không có góc chết. Với cái này ngôi nhà của anh ấy có thể vững chắc hàng chục triệu năm. Vì phía trước là mặt tiền nên lão hổ đã cực kỳ cẩn thận trong việc chế tạo nó. Tất cả gỗ đều cần được làm sạch bằng bàn chải thép. Để tăng sự ấm áp và chống cháy, lão hổ đã trưng dụng bông cách nhiệt mà chó thường ngủ. Sau khi cố định bên trong, tiếp tục phủ lên đó một lớp gỗ để tạo thành một lớp cách nhiệt nhìn rất chuyên nghiệp. Cái này giống như tôn cách nhiệt của ta, tôi thấy anh ấy dùng súng khò lửa để mép phải chống ẩm bị chảy ra, giúp anh ấy gắn tấm chống cháy và cách nhiệt vào gỗ. Thao tác tương tự được thực hiện với bạt chống thấm, sau đó rắc một ít vôi bên trong, để không cho côn trùng có thể ở cũng anh ấy, thật ích kỷ. Mùa đông ở đây rất lạnh nên anh ấy đã lấy thêm ít vỏ cây để xuống dưới vừa cách nhiệt vừa có cái dùng sau này, trải đều trên vải chống cháy và chống ẩm. Cuối cùng, lắp ráp những thanh gỗ là làm xong sàn nhà, lão hổ lập tức tự thưởng cho mình một con thỏ nướng nguyên con, sau mắc võng vào trong nhà. Tuy rằng không có thời gian ngồi ở võng, nhưng cũng không ảnh hưởng nên lão hổ dọn nó vào ở trước. Hôm qua anh ở trong nhà cả đêm, sau khi tỉnh dậy, anh không định dọn giường mà tự đốt lửa nấu cho mình một bình trà hoa cúc. Nhìn cảnh này thật là thanh thản và thư giãn vào buổi sáng. Sau đó, anh ta đốt đèn cột gỗ để không mối mọt. Trong khi chờ đợi, anh ta bắt đầu đào hố ở bên cạnh nơi trú ẩn. Sau đó, lão hổ lấy gỗ carbon hóa ra, đặt chúng vào trong hố, xếp thành hàng từ cao xuống thấp. Lão hổ đóng những thanh gỗ và những tấm ván để tạo ra một bức tường chắc chắn. Với bức tường chắn này, anh ấy không phải lo lắng về vấn đề sạt nở đất trong tương lai. Để đảm bảo sự ổn định của bức tường, lão hổ còn bố trí cho nó 2 cái giá đỡ. Sau đó, anh ta lấy tấm bạt và cắt theo hình dạng của bức tường và lấp đất lại. Để tránh việc vợ anh ta có thể tìm thấy anh ta với một chiếc đèn lồng, lão hổ quyết định sử dụng đất phủ lên mái nhà, trải nghiệm cảm giác 24 giờ bị chôn vùi trong đất. Những con mương đang được đào ra để thoát nước. Ngoài yêu cầu thẩm mỹ, lão hổ đang carbon hóa những tấm gỗ và cố định chúng ở mái hiên sau khi hoàn thành. Sau đó, anh ta mới mang xẻng để nén chặt đất lên mái nhà. Lão hổ tìm xung quanh, sau đó, anh ta lấy về một bao lá rụng. Với sự tô điểm của lá rụng, nơi trú ẩn ngay lập tức hòa vào khung cảnh xung quanh. Để tự thưởng cho một ngày bận bịu, lão tự mình nướng 2 con cá rừng, nấu một gói mì ăn liền. Cuộc sống đơn giản mà khá thoải mái, ông nhặt xương cá ra cẩn thận và cho con chó nếm thử con cá. Buổi đầu lạnh buốt đã lặng lẽ đến, lão hổ mỗi ngày phải đi bộ 2 cây số để lấy một xô nước suối trên núi, rồi ăn nốt bữa sáng của mình, tuyết rơi trong rừng một lần nữa. Lão hổ vội vàng tìm một số khúc gỗ vuông hoang dã, bắt đầu làm cửa ra vào và cửa sổ của nơi trú ẩn. Tôi thấy anh ấy ghép những mộng gỗ như ghép Lego vậy, nối 4 khúc gỗ vuông từ đầu này sang đầu kia để làm khung cửa, sau đó cố định khung cửa tại lối vào. Phần dưới của cửa sổ thì cần được làm phẳng trước khi có thể cố định. Tương tự với cửa sổ còn lại, khu vực chống bên cạnh, anh ấy tiếp tục sử dụng các tấm gỗ để làm phần ốp. Sau đó, lão hổ lắp những miếng ốp gỗ vào cánh cửa.
lắp cả bên trong và bên ngoài để tránh bị hỏi thăm không báo trước. Lão hổ đã lắp cả các chốt sắt ở bên trong và bên ngoài cửa. Sau đó anh ta mới an tâm đi lấy một khẩu súng phun lửa để tạo đường vân trang trí cho cửa. Vì không có tiền, lão hổ lấy những chiếc cửa sổ cũ nhặt được từ nhà ông ngoại. Sau khi thay kính mới, anh ấy dùng chốt sắt cố định nó trên khung cửa sổ. Giờ thì nơi trú ẩn cuối cùng đã có đầy đủ an toàn, sẽ không còn gió lùa vào nữa. Nhưng nếu bạn muốn sống sót qua mùa đông một cách an toàn, bạn phải dựa vào lò sưởi. Anh ấy đã lấy một cái lò sưởi bị ông nội loại bỏ. May mắn thay, lão hổ đã sửa chữa nó rất nhanh chóng, sau đó phun sơn và thay đổi màu sắc cho nó. Ai mà có thể biết nó đã hơn 100 tuổi chứ. Để giữ nhiệt độ trong nhà được ấm nhất, lão hổ đã bơm keo xốp vào khe hở. Nhờ để chừa lỗ ống khói trước đó, lão hổ mới có thể cố định ống khói một cách chắc chắn và thẩm mỹ. Sau đó lão hổ cố định tấm cách nhiệt trên tường để ngăn gỗ và lò sưởi tiếp xúc gần. Sau đó di chuyển lò sưởi vào và điều chỉnh vị trí của ống khói. Anh ấy có thể thoải mái tận hưởng hơi ấm của lò sưởi. Là một người đàn ông ai để ý đến một chi tiết nhỏ, lão hổ cắt bỏ phần thừa. Anh cũng cố định bông cách nhiệt trên tấm cửa để ngăn gió lạnh xâm nhập. Sau đó anh lấy ra một tấm thảm trải lên sàn gỗ, cắt nó và dán vào sau cánh cửa để trang trí. Sau đó làm một tay lắm cửa có hình dạng độc đáo. Nội thất đã hoàn thiện, mặc dù không có đồ đạc bên trong nhưng điều đó không ngăn cản lão hổ chuẩn bị bữa trà chiều. Tôi thấy anh ấy thái khoai tây, tự làm một ấm trà nóng, trước tiên ướp trà hoa mộc hương, sau đó trực tiếp rắc muối lên lò nướng và nướng khoai. Khoai tây tươi ăn với mứt ăn rất ngon. Nhưng mà ngủ dưới đất cũng không phải là lựa chọn tốt, vì để cho mình sống thoải mái hơn, lão hổ tìm được hai khúc gỗ hình vuông xẻ thành hai khúc dài bằng nhau. Gỗ được nối với nhau liền mạch, bắt vít cố định. Lão hổ làm hai cái chân bàn, còn bố trí một thanh đỡ cho nó. Cái này nhất định là bàn ăn chắc chắn nhất mà tôi từng thấy trong tự nhiên. Tiếp theo anh ấy đi làm giường, các cột trong nhà được đục rãnh, đóng cọc gỗ làm giá đỡ. Cân nhắc vóc dáng 200 cân của mình, lão hổ sắp xếp cho từng cọc gỗ cẩn thận. Sau đó, ông ấy mới yên tâm đặt ván gỗ, biến nơi này thành nhà ăn ấm áp. Trước khi sử dụng, tất cả gỗ cần được đốt cháy bằng than củi, đảm bảo rằng một ngôi nhà được lưu truyền 3 thế hệ. Khu vực ăn uống vẫn đang được bố trí trong phòng. Lão hổ cuối cùng cũng bắt đầu sửa sang lại phòng ngủ, cũng cắt các rãnh trên cột, sửa sang giường. Trước đó, anh ấy đã ngủ trên sàn trong 66 ngày. Có thể thấy rằng thắt lưng của lão hổ rất khỏe. Sau đó, anh ấy lấy thanh giá đỡ nhặt được và chuẩn bị biến nó thành chân giường. Anh như một thợ mộc chuyên nghiệp, lấy tay cầm và kẹp nó. Sau một lúc, khung và chân giường được nối với nhau. Sau khi hoàn thành, nó cũng được đốt cháy bằng than. Có lẽ chiếc giường này còn có thể được cháu trai của anh ấy sử dụng. Để tăng diện tích chứa đồ, lão hổ đã tìm hai tấm gỗ để kết nối chúng, cố định nó trên bệ cửa sổ. Ngay cả những cành cây nhặt được khi đi dạo trong buổi sáng cũng đã bị anh ta đóng đinh vào tường để làm giá đỡ. Có vẻ như anh ấy cũng rất có máu nghệ thuật trong người. Sau khi làm việc một lúc lâu, lão hổ đã đói rồi. Tôi thấy anh ta chút cái gì đó vào nồi, cho dầu vào bột mì, khuấy kỹ. Sau khi thành bột nhão, đổ nửa nồi nước suối trên núi vào, sau đó chặt gà thành từng miếng. Xin lỗi, cái này cho chó, trứng mới là đồ ăn của lão hổ. Sau bữa ăn, ông đốt đèn dầu, cảm giác không khí ấm áp lập tức tràn ngập. Vì chỗ trú ẩn cách mặt đất có nửa mét nên lão hổ cảm thấy rất không an toàn. Vì vậy, anh ta đã thu thập một ít cây gỗ. Đầu tiên, anh ta dùng thước dây để đo cho chính xác. Sau đó, khoét các rãnh trên cột cửa để cắm khúc gỗ vào, đồng thời khoét các rãnh dưới mái hiên để lắp hai thanh chống lên. May mà lão hổ thường xuyên xem chúng tôi review hoang dã nên biết xây dựng lan can sao cho đẹp, toàn bộ quá trình không có sai sót. Tranh thủ thời gian carbon hóa gỗ, lão hổ đào hố làm móng cho cầu thang trước cửa, chỉ cần cắm trụ vào là được. Đánh dấu theo cấp độ, sau đó dùng cưa để cắt xéo. Khung cầu thang đã được làm xong, bây giờ bạn chỉ cần đục vị trí của bậc thang. Nhưng những điều rắc rối đã xảy ra, lão hổ đã không chọn được một tấm ván phù hợp. Anh ấy không đủ tiền mua dụng cụ điện, anh ấy phải sử dụng phương pháp truyền thống là chẻ đôi khúc gỗ. Sau khi lắp hết các rãnh, anh ấy lấy một cái nạo để làm phẳng bề mặt. Lão hổ ngồi trên cầu thang và chơi với con chó một lúc. Để đảm bảo an toàn cho con chó, anh ấy đã cố định các giá đỡ bảo vệ trên lan can và cầu thang. Ngay cả dưới mái hiên, anh ta cũng đã lắp đặt các lan can trang trí, chỉ để giữ cho ngôi nhà phong cách tổng thể nhất quán. Bạn có nghe thấy tiếng ếch không? Nó thực sự là một con ếch già ngay trên mái nhà của anh ấy. Con ếch nhỏ kêu ộp ộp ngay trên đầu họ. Khi khu rừng vào mùa đông, khu vực xung quanh bị tuyết dày bao phủ. Con đường xuống núi tạm thời bị đóng cửa, nhưng lão hổ không quan tâm. Vì lò sưởi mạnh mẽ nên căn phòng của anh ấy ấm áp như mùa xuân, dù nhiệt độ bên ngoài là âm 30 độ. Xét thấy trong phòng không có chỗ chứa đồ, lão hổ định làm một chiếc ngăn kéo cho bàn ăn. Có người luôn hỏi ý nghĩa của việc sống nơi hoang dã là gì. Thật khó để lý giải, có lẽ là do bên ngoài tuyết rơi dày đặc và yên tĩnh, giúp anh ấy có thể tập trung vào những thứ mình yêu thích. Anh ấy không phải lo lắng về các khoản vay hay công việc, anh ấy chỉ cần sống cuộc sống mà mình thích. Sau khi carbon hóa các ngăn kéo, lão hổ đã lắp ráp nó, treo khăn trải bàn từ nhà bà ngoại, không khí bình dị nhẹ nhàng làm sao.